Đó, chợ đầu mối Mon xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả chúng ta cười niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ cập nhật giá thịt bò, thịt heo nha quý vị. Cái này là thịt bò, thịt heo nhà làm ở nha quý vị. Đây là chỗ này bán của em Lê nha quý vị. Trên màn hình video quý vị đang xem là có số điện thoại của em Lê đó. Rồi quý vị có mua thì gọi cho em Lê á. Đó, cái này là nguyên con bò luôn á, cái con dựng đầu cái gì có hết nè, đầu thì 50.000 đồng ký nha quý vị. Cái này là lòng á quý vị, đậu lòng này nó bán xong này bán nhiêu này nhiêu đậu lòng bán sâu hết luôn, có 70.000 ký à. Đậu lòng bán sâu hết 70.000 đồng ký, dựng bán sao? Dựng bán sao? Dựng bán 70.000 ký luôn quý vị. Cái khu vực này là chợ nhỏ nha quý vị, bên hông chợ đầu mối Hóc Môn á, chợ nhỏ. Nói là chợ nhỏ, tới chợ đầu mối Hóc Môn nó vô cái chợ nhỏ là em biết á. Chợ nhỏ này thì bán lẻ, còn chợ đầu mối Hóc Môn thì chợ bán sỉ. Thịt bò nhà làm trên màn hình quý vị đang xem là có số của Lê á quý vị, của Lê á quý vị, cứ gọi nha quý vị, gọi hỏi về giá cả mua bán, rồi hỏi có đến mà về mình đi không được á thì vị trí á. Cái này 23 108 đó là loại gì? Cổ quá đi, cổ hả? Cổ nạm 108, cổ nạm 108 nha quý vị, hiện tại bây giờ 108. Còn còn cái đó thăng hả? Thăng 203 hả? Dạ. Cái này là 203 là cái gì? Đùi. 203 là thăng lưng. Thăng lưng 203. Mà làm ơi, này nhiêu? Gầu 190.000. Gầu 190.000. Cần kiếm không? Nó chỉ mang tính tham khảo thôi nha quý vị. Chứ quý vị có hỏi chi tiết á, thì quý vị phải gọi cái số điện thoại có trên màn hình video á, gặp Lê á, gặp chủ á, bán á, quý vị hỏi nha quý vị. Rồi nó mua bán gì á, thì cứ trực tiếp. Đây là 4 năm anh em, 5-7 người á, làm rồi ra bán luôn, bảo đảm sạch nha quý vị. Bên đây thịt heo nha quý vị, bên đây cập nhật cái giá thịt heo luôn nha quý vị. Thịt heo nay nay cái này là cái bằng gì, chân hả? Giò này mình bán sao? Giò hôm nay 70.000 ký, so với ngày hôm qua nó không có lên không chị? Không, nói chung là giò xương đùi là không có lên. Giò xương, giò xương đùi không có lên nha quý vị. Để mà bà chủ bán bên thịt heo bà chia sẻ như vậy. Có bà rọi với lại bà rọi với gì lên chị? Bà rọi sườn non lên, bà rọi nay nhiêu? Bà rọi nay 150, sườn non cũng 150 nay nhiêu? 170. Sườn non 170 nha quý vị. Bà rọi 150, sườn non 170.000, nó có lên hay sao? Một ngày bắt đầu nó biến động từ từ quý vị. Mười mấy năm rồi ha. Từ lúc còn nhỏ. Còn nhỏ. Còn này là cốc lết hả? Cốc lết 70. Cốc lết 70.000 một ký. Đùi thịt đùi 70.000 một ký. Rồi đây là thịt đùi nè. Thịt đùi 70.000 một ký nha quý vị. Đó là cái bên bán thịt bò, bên thịt bò, bên thịt heo, cái bên sát bên luôn. Quý vị có mua thì ủng hộ thì đến ủng hộ nha quý vị. Mua dịp Tết. Ở đây là thịt sạch, nó không có nằm vô cái hệ là nó đông lạnh nha quý vị. Thì qua cái chia sẻ của bà chủ thì bà nói là sườn non với lại ba rọi rồi có lên. Sườn non là 170, còn ba rọi là 150. Ủa cái này là cái gì, xương hả? Xương thì 60. Ồ xương sao thấy thịt không mà kêu xương. Xương nó rất lèo hả? Sáng 26 Tết mà vậy là chưa biết đâu.
À, 30 chưa phải là Tết. Còn ăn thịt bò thì qua bên đây nha quý vị. Hết con rồi đó. Hết con hả? Hả? Làm rất rẻ, rất rẻ. Hết một con này, con thứ hai hay sao? Nay làm mấy con? Dạ, ngày làm con. Ngày làm hai con. Ngày làm hai con, nay là hai con phải không? Mai làm hai con. Mai làm hai con, nay con là hết rồi phải không? Ủa sao tôi đi, tôi nói sớm mà tôi cũng đi cũng trễ hết rồi. Nói mình đi sớm để mình chia sẻ nó đầy đủ các loại đó quý vị. Mà đi nay đi cũng trễ đó, mới có 6 giờ rưỡi là mình tới đây mà còn chơi trễ. Thịt heo thì bên đây đầy đủ đó. Bên đây là chị này là chị không có bán lòng thôi. Lòng heo thì bà ở chung khác nha quý vị. Chị chuyên về bán thịt. Cho sạch vậy bên cái bên là ta bán cá biển Vũng Tàu. Xương là 60.000 một ký. Để xương đùi với cốc lết có 70.000. Rồi miếng cốc lết thiệt là ngon luôn. Nhìn thịt không quý vị, cốc lết phải biết là thịt đùi thì nói gì thịt không à. 70.000 rẻ. Vậy mà ba rọi lên hả? Lạ. Làm như kiểu ba rọi họ mua gì họ có tàu hả? À đúng rồi, có bánh tét thành ra nó hút. Có bánh tét, bánh chân là đúng rồi ba rọi. Cái đùi đâu gói được. Ba rọi 150 một ký. Hết rồi, còn có mấy miếng này đó, bán chút xíu nữa là xong chứ gì. Người hai người đó mua cái bất. Hết rồi quý vị. Như bò mẹ ở nhà làm á, thành ra ha được cái rất đông người ở đây ủng hộ nha quý vị. Quay lại sáng sớm là mở ra làm bán hết rồi, 5 giờ làm bán rồi. 5 giờ bắt đầu bán hả? À, 5 giờ năm mấy phải vậy, Lê nói 5 giờ năm mấy à. Giờ đó mà nó chưa có đủ ánh sáng á, mình quay phim không có đẹp quá vậy, thành ra chạy trễ chút xíu á, đủ ánh sáng mình quay phim đẹp á thì chạy là anh em bán hết. Ngày mai bán hai con. Thịt heo rẻ. Có thịt bò hơi mát, thịt bò 200 mấy. Gầu 190 hả? Có thăng á thì thăng thịt thăng mắc hả? Dạ thăng lên 230. Thăng phi lê 230.000 đồng một ký. Thịt bò nha quý vị. Thăng với phi lê 230. Gầu 180 gì đó. Gầu 190. Gầu 180. Nạm 180, cổ 180, gầu 190.
50.000 đồng một ký. Bắp 240. À, thịt bắp ha, bắp bò là mắc nhất nghe 240. À, còn cái sườn đó là sao? Sườn đây 180.000. À. À, sườn 180.000. Đó cô đó vô mua đó. Còn đầu lòng bán xô là mấy chục ngàn đồng ký, 70 hả? Nãy nó 70 hả? À, 70 đầu lòng bán xô với gì? Mấy chục ngàn đồng ký. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.